Chị, hôm nay chị không cắm bông hả? Không, bông còn tươi mà. Chị ra đây coi nè. Hử? Chị quên, ra đây nhanh lắm. Chị ra đây coi nè, bông tươi gì mà hả? Nó gãy hết trơn rồi nè. Ủa, sao kỳ vậy ta? À, hay là chị để cắt bông đi, xong rồi hả? Để đây, em lau chùi dọn dẹp cho. Rồi, về hả? Hai chị em mình cùng cắm bông ha. Ừ, cũng được. Ừ.